Gabrielle Chanel flees to Venice with Missia and her husband, the painter José Maria. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Alo. Hello. Gia đình mắm mém nha. Chào. Hôm nay mình show. Chào mọi người trong phòng nha. Chào Ngọc Trâm, chào Hiếu Hiếu, chào người gác đền, chào Black Rose, chào Bảo Lòng, chào Hoa, Võ Lê, chào Giấm, chào Văn Hiếu. Xin chào mọi người trong phòng nha. Sorry mọi người, hôm nay vô trễ. Xin chào, có ai không dạ? Sao không ai chơi dạ? Hả? Ủa? Mắm mém, gia đình mắm mém ơi, sao không có ai không chơi ta? Kỳ ta, bộ đi ngủ hết rồi hả? Chắc vào trễ bạn ấy chạy vòng vòng rồi. Ờ đúng rồi, chắc vậy quá. Thôi chờ một chút xíu để coi có ai vô không nha. Hôm nay em đi trễ em chạy muốn tuột cái quần luôn. Tới ai vậy hả? Tới idol Rosie. À đó Nguyễn Hoàng Nhất Phong ơi. Idol mới. Giống như là mình tự kỷ gì đó, mà không có ai hết trơn. Alo.
Vậy là idol trên màn hình đang show à? Ủa thì đúng rồi, show thì mới đang trên màn hình chứ. Từ 3 giờ tới 4 giờ đó chứ gì nữa, show 1 tiếng à. Rồi ví dụ như chừng nào mà có idol sau cái show của em bỏ show thì là em mới show thế vô nữa. Show của em mà tại vì em vô trễ. Em vô trễ đâu 10 phút á. Bị trừ tiền rồi. Hello chủ trì Tân đi. Gái nè vô đây nghe gái hát nè. Này số có nghe lòng em và số như Phạm Quỳnh Anh mới ra một bài mới luôn, cái bài gì mà
cái bài gì mà giữa con phố buồn có hai người, giữa con phố buồn có hai người, bài gì ta quên rồi. Anh biết bài đó không? Nguyễn Hoàng Nhất Phong. Ờ à, đúng rồi, chuẩn. Ngọc Trâm không, nãy giờ không im lặng, không comment một phát là chuẩn luôn. Tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em. Ca đi, ok, em đang gõ tên đây. Không biết có bản karaoke chưa ta? Hẳn Hoàng Nhất Phong đi mua kẹo. Rồi ok, anh đi mua kẹo đi. Tí em ca anh hát. Em ca thì anh tặng kẹo cho em nha. Cho em kẹo nha. Đây rồi. Cái beat này nó sao sao á nhỉ? Vậy có đứa trong comment ghi là mình hát hay vào là biết kỳ quá à. Kỳ luôn á, em không hiểu tại sao biết thì nó kỳ như vậy luôn á. Nghe không ăn nhập gì với lại cái bài hát luôn á. Đâu để thử cái bản piano này thử đi. Con phố có hai người và dấu chân ngược hướng nhau. Em gọi tiếng anh ơi lần cuối, để rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Em chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau, để anh thấu những gì đã qua và để người này hiểu nỗi đau người kia. Gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng, nắng sẽ thay em hong ấm như con đường. Tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em, để cùng đi với anh, cùng anh. Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau, giờ đây ta giờ thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu. Mình đứng ở giữa con sông, mình cố ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô tư rơi tràn bờ mi em. Oh wow, cảm ơn Nguyễn Hoàng Nhất Phong nha. Mấy kem đây ta? 10 kem đúng không? Ổ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ờ đúng rồi, 10 kem. Cảm ơn Phong nha. Ngọc Trâm vỗ tay hả? Cảm ơn Ngọc Trâm nha. Mắm mém cũng vỗ tay nữa hả? Ok, vậy cảm ơn mắm mém luôn nha. Hát bài gì nữa đây?
À, Trâm có muốn Rosie hát bài gì không? Trâm có muốn nghe Rosie hát bài gì không? Mắm mém có muốn Rosie hát bài gì không? À, Nguyễn Hoàng Nhất Phong có muốn Rosie hát bài gì không? Comment đi, Rosie sẽ hát tặng mọi người một bài nha. Bài nào của Phạm Quỳnh Anh là được hả? Cái bài gì mà hình như Bụi Bay Vòng Mắt đúng không? Anh biết bài đó không? Rosie hát gì nghe đó nè hả? Yêu quá, cảm ơn Ngọc Trâm nha. Ok, hát Bụi Bay Vào Mắt thử đi. Lâu lắm rồi không hát lại bài Bụi Bay Vào Mắt, không biết còn hát được không nha. Bài nó hơi cao. Thôi hát Bụi Bay Vào Mắt nha. Ok. Hello, chồng Soái Nhi hả? Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đếm bao nhiêu canh để thấy anh luôn được nếp trong vòng tay anh. Mà em nào đang khóc, bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng trên ai quá thêm. Phải uống bao nhiêu câu và em phải nén bao nhiêu đau để mím môi đón anh mất anh lời chia tay. Mà anh nào có lỗi do em không giữ được người, vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chuyện đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay. Hình như Ngọc Trâm mới gửi lời mời kết bạn cho Rosie đúng không? Hả Ngọc Trâm? Mong manh lặng em quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Dù em đây yêu anh mãi đem từng tế bào, bụi kia sao mây vào bán. À đúng rồi, Khánh Tiến Anh. Xin chào, cũng nhớ nữa hả? Trong mắt em thôi. À, Ngọc Trâm ơi, bây giờ để Rosie vô chấp nhận là mời kết bạn của Ngọc Trâm nha. Mình phải làm luôn cho nó nóng chứ. Hello everybody. Rồi, sẽ được xác nhận Ngọc Trâm rồi đó. Để mím môi đón anh mắt anh lời chia tay. À sếp mà còn thông báo thì phải thông báo chứ. Chào anh đường anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. Nhìn đi anh nơi trời xa, từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường. Ở nơi đó còn có một người mong mơ. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Dù em đã yêu anh mãi đêm từng tế bào, bụi kia sao bay vào mắt làm khóe mi rưng rưng nên nghẹn ngào. Vì em hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi. Bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. Nhìn đi anh nơi trời xa, từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường. Ở nơi đó còn có một người mong mơ. Anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Dù em đây yêu anh mãi đêm bụi kia sao bay vào mắt làm khóe mi rưng rưng đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi.
Mọi người thấy Rosie hát hay không? Nếu mọi người thấy Rosie hát hay thì hãy tặng quà cho Rosie nha. Chặt anh lúc này không buông tay, để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây đang mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những nắng cây em đã gánh chiều? Từng ngày trôi qua là những lên núi tròn cục gì, tròn cục gì. Hello, ủa tại sao giờ này lại treo hết rồi, tại sao vậy? Why tại sao lại treo? Tell me why. À, thì ra là vậy. Rosie hiểu rồi. Thôi kệ đi, bây giờ có ai nghe thì Rosie sẽ hát. Mà không ai nghe thì Rosie vẫn hát thôi. Mình chia tay nhau từ đây, tuần thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Đừng oan trách nữa nhé, xin người ơi đừng thấm phán, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi, anh sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Ngày mai ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà em đã chọn, để rồi khi quay lưng ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Thank you.
quá chán. Cái room quá chán, thật sự là quá chán luôn á. Có ai lên tiếng không? Idol nào cũng vậy á, làm chừng một tuần mới có mem hả? Ủa thì Rosie làm một tuần rồi đó, tuần này là tuần thứ ba luôn rồi đó. Vậy sao kỳ vậy ta? Không, tại vì kiểu mấy tuần trước là show em Rosie show giờ khác, thì hôm nay anh giám sát viên ảnh sắp cho cái giờ này hơi bị choáng ngoe, là nó khác mấy cái hôm trước. Hôm trước là thường show 1 đến 2 giờ mà sao hôm nay tự nhiên cho show 3 giờ trễ quá. Không, thật ra thì cũng có nhiều người quen rồi, cũng quen được khá là nhiều mem rồi. Nhưng mà tại vì giờ này chắc là không ai, cái mem mà mình quen không có ai vô á. Oh my god, mới thấy sấm chớp. Mưa luôn. Oh. Ok, bài này sấm chớp mưa cũng hợp, nhưng mà nhìn ghê quá hả? Thôi bỏ đi. Ủa bán vé giò hả? Bán vé giò sao đổi sang cái tên gì ngộ vậy? Bán vé giò đổi tên ngộ vậy? Nản đời hả? Đổi tên thành bây giờ nản đời thì đừng có đổi, đừng có đặt tên nữa, đặt tên Rosie nè, đặt tên là gì? Của Rosie gì đó 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 cũng được mà. Là yêu đời ngay thôi. Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại, cho đến khi mình có thể quên hết đi. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gợi nhớ thương, khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đã thuộc về người khác. Chỉ vì em trốn nợ nha, vỗ tay. Cảm ơn anh. Ờ, mới đổi tên hả? Đúng rồi, mới đổi tên nè. Anh yêu của Rosie. Chú. Đổi bài khác nha. Idol mới hả? Đúng rồi, idol mới đó. Trốn nợ ơi, idol mới nè.
bài vui vui hả thiên thần của anh. Để em hát hết bài này đi rồi em sẽ hát bài vui cho anh nghe nha thiên thần. Ghê không, đặt tên thiên thần luôn, dữ dằn, vì ai là ác quỷ. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đành mất thi phồng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, thiên đám dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ. Hello tập thật phân liệt. Đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Trời, tôi hát bài em gái mưa xong mưa luôn. Sức sắc, sức sắc. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Rồi bây giờ cái anh thiên thần đâu rồi? Cái anh thiên thần kêu hát bài vui vui nè. Anh thiên thần đâu? Anh thiên thần em hát bài vui nha. Em hát bài vui vui tặng anh nha. Bạn ở đâu thế? Bạn ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh City. Ai em hát bài này, có ai biết bài này không nha? Em hát thử bài này, có ai biết bài này không nha? Thánh tiếng Anh này buồn thế? No no no, không phải thánh tiếng Anh buồn mà là tại vì các bạn thôi. User như thế nào thì thánh tiếng Anh như thế đó thôi. Chứ thánh tiếng Anh thì lúc nào cũng như vậy. Anh hẹn em khi trời đêm, mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu lòng cho người đâu, anh nơi đâu có biết em buồn giàu. Buồn quá đi thôi, ngày với đêm trôi em mong đợi thì thôi. Anh nơi đâu hãy quay về với em, giờ biết sao đây, chẳng thấy anh đâu em mong đợi thật lâu. Anh nơi đâu hãy quay về với em, trong đêm bay đi xa mãi, không còn đây nỗi nhớ kéo dài, không còn anh và không cần ai, trao cho nhau những giấc mơ đậm sâu. Dù giờ này anh đang nơi đâu, không còn yêu như phút ban đầu. Quay mặt đi lòng anh hoài nghi, không yêu anh tin anh nữa đâu, baby. Không tin anh nữa đâu, baby, baby, baby. Chốn nợ, mọi người vote 5 sao cho Rosie nhé. Ai có hoa free thì lên hoa và bấm follow để theo dõi Rosie nè. Oh, số đẹp, số đẹp, số đẹp. Cảm ơn chốn nợ nha. Anh hẹn em thì trời đen, mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm. Nghe bài này cảm thấy nhột nhẹ. Sao vậy? Sao nhột? Buồn. À em biết rồi, là anh Phản bị hôi nách đúng không? Cho nên là hương đêm bay xa rồi, cái hương hôi lách bay xa đúng không? Giờ biết sao đây, chẳng thấy ai đâu em mong ngóng từ lâu. Anh nơi đâu hãy quay về với em. Không còn đây nỗi nhớ kéo dài, không còn anh và không cần ai, trao cho nhau những giấc mơ đậm sâu. Giờ này anh đang nơi đâu, không còn yêu như
luôn. Love you chốn nợ. Nếu mà kết luôn á thì hãy giúp idol lên team nha. Hãy tặng quà để idol lên team, để idol có tiền, để có tiền ăn và chơi với các bạn tiếp nha. Tuần sau nhé hả? Ok, idol Rosie luôn ở đây chờ tất cả mọi người. À mọi người ơi, nhớ bấm follow Rosie nha. Giờ đang ở trên núi hả? Ở đâu mà trên núi vậy chúng nè? Bài này hát sao ta? Trời ơi. Thôi bài này không biết rồi. Tuần hello xá đi nổi nhớ. Idol Rosie ở đâu? Của quận 3. Đi hờ là quân sự là cái gì? Đi hờ là quân sự hả? Là đi học lực quân sự hả? À huấn luyện. Nghe hờ là mình tưởng hỏng gì chứ. Bậy quá. Hello Sadi nợ nhá. Ủa mà anh chống nợ đang ở núi nào? Đang ở đâu? À đúng rồi, Rosie ở quận Tân Bình chứ đâu phải là ở quận 3 đâu. Tảng Đà Nẵng hả? Đà Nẵng đẹp lắm á. Chứ ở quận 9 hả? Đường gì của Tân Bình hả? Gần công viên Hoàng Văn Thụ á, tiện biết không? Hẹn anh ở cuối phố đó, mình tha hồ chém gió. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng, này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby I make you crazy. Và khi gặp anh ôi thôi chẳng thế nào nên có. Vì người chỉ cấm vui với chiếc smartphone, người Facebook rồi đang xin ta tuốt. Oh baby, còn em thì sao? Đèn thoại say goodbye, dù người đẹp chân bye bye. Baby you know, người yêu của anh là chiếc smartphone. Hẹn hò anh suốt đêm mà chẳng hay nói thêm. Baby you know, hãy ôm và ngủ với chiếc smartphone. Yo, hẹn anh trên gia lô, thấy anh chạy ô tô. Em cũng thấy thích, nhưng mà em sợ là em bị phô. Ngỏ lời là con tim em rối bời. Ôi trời ơi, trai đẹp chi mà đẹp quá dạ. Nào ngờ không phải vậy. Em này mê màu đỏ, áo đỏ, táo đỏ. Hả, cũng đỏ hả? Cái này là phải táo đâu, cái này là cục bông. Đúng rồi, mọi người lên hoa với lại có tiền thì hãy mua quà tặng Rosie nha. Điện thoại đỏ á hả? Đúng rồi. Sẽ y gặp anh ơi thôi cho nên là đến câu. Vì người hình như không hết con gái. Trời ơi làm sao đây, chỉ là chị em thôi. Oh baby, hoặc bồ. Nhưng mà điện thoại say goodbye, dù người đẹp trai cũng bye bye. Baby you know, từ nay là chị em tất có nhau. Hẹn hò em suốt đêm, vậy mà người chẳng nói thêm. Baby you know, từ nay là chị em tất có nhau. Vừa hát vừa minh hòa dễ thương ghê. Cảm ơn bạn nha. Thật ra em không có thích màu đỏ đâu, mà chẳng qua là một sự trùng hợp nhẹ thôi. Không phải trùng hợp nhẹ nữa, nhưng mà cái điện thoại đỏ này thì em xài lâu rồi. Nhưng mà hôm nay tại vì em mặc cái áo đỏ nè, xong em lấy luôn lông tai màu đỏ cho nó hợp. Hello bạn vệ thần gấu bông nha, xin chào. Thank you.
biết bài này là bài gì không? Bài này hay lắm nè. Bài này hay lắm nè. Anh tựa ánh dương và mây xanh đến đây xóa tan giá lạnh ở tận sâu trong trái tim này. Đúng rồi Ngọc Trâm ơi, đúng rồi. Anh từ ly cà phê sớm mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi, một nụ hôn khi ta trở về nhau để mãi sẽ không phai. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ, mỗi lần gặp gỡ cái gì Nguyễn Trương, chào cô giáo nhỏ hả? Xin chào Nguyễn Trương. Đi đâu nãy giờ, giờ này mới vô vậy? Rosie hát bài đi vô đi ra hả, là bài gì? Bài gì ngộ vậy? Hello tiểu tử húi, chị xinh gái. Ừ, chị hello em, chị xinh gái hello em. Mở đi hay lắm hả? Đi vô đi ra, bài của ai vậy? Bài của ai vậy? Tảng, ừ tảng, bài của ai vậy? Ngủ như một con heo, ngủ giờ mới dậy vậy Nguyễn Trương? Tại sao ngủ giờ mới dậy? Cây trần, à tim anh ra vô vậy đó hả? Đúng không, đúng không? Cây Trần, em có add friend Facebook anh này, Cây Trần nè. Để cho cái ông Tảng ông nghe bài này cho ông vừa lòng ổng đi rồi sang bài khác hen. Nghe một đoạn thôi nha, không có nghe nhiều đâu á. Fuck you, ai chết một, không mình với bạn trên show. Em học ngành gì vậy Rosie? Em đang học đại học tài chính marketing, khoa ngoại ngữ, chuyên ngành là tiếng Anh kinh doanh. Anh Nhân, hello real love nha. Idol tên thật là gì, giới thiệu chút đi hả? Muốn biết idol tên thật là gì thì vô Facebook của idol mà xem kìa. Hello beautiful girl, hello real love. Thank you so much. How are you today? I'm well, and you, how are you? Mọi người ơi, mọi người hãy lên tim lên quà cho idol nha. Khói thử lửa là sao? Khói thử lửa là sao? Ủa bài anh đâu? Ủa em mới bật cho anh rồi đó, em mới bật một đoạn khoảng mười mấy giây cho anh nghe rồi đó. Có được add Facebook không nhỉ hả? Thật ra là nói không được áp á thì cũng hơi áp. Nhưng mà ví dụ như em nói là bây giờ anh tặng quà cho em đi thì em mới áp Facebook thì sao? Ví dụ em nói vậy thì sao? Chưa nghe hát gì mà. Nghe rồi, tại anh không để ý thôi. Trong show của em mà không để ý luôn á. Nãy rõ ràng là vô ra vậy đó. Cái MV là xuống xe rồi nhào vô hung tới tấp luôn đúng không? Nói bực xong luôn á, đừng xạo. Anh đừng có dụ dỗ con nít nghe. Idol mà đòi quà come at cũng tặng bình thường hả? Em nói vậy thôi, nói vậy thôi chứ người ta hay người ta nói vậy nhưng mà em không có vậy đâu. Đó giờ ai add friend em cũng đồng ý hết trơn á. Không phải đó giờ mà em mới làm được tuần thứ 3 thôi. Thì kiểu ai add em cũng đồng ý hết trơn á.
có sao đâu, cứ đồng ý thôi. Idol đòi quà là bình thường mà. Ừ đúng rồi. Chứ anh nhìn coi tim em thấp chục, thấp gọi là thấp khủng khiếp luôn. Như vậy thì em cũng tủi thân chứ bộ, đúng không? Không có thương idol gì chứ. Mem quý thì lên quà. Una, thật ra là idol đâu có bắt buộc là anh phải cho em quà đâu, đúng không? Em nói là idol đang nói là Rosie đang nói là ví dụ em nói như vậy thì sao thôi, nhưng mà Rosie đâu có như vậy đâu. Khó khăn với Rosie quá, bắt nạt mới vô idol mới mà ăn hiếp rồi. Ăn gì chưa cưng, hỏi em chưa có ăn. Cảm ơn Hiếu Hiếu nha. Không lên quà idol nghỉ show luôn, khỏi xem á. Ủa em đường làm cái gì? Em đi đường gì lên Lê Đại Hành bé 3 tháng 2 hả? Không, em đi đường Âu Cơ. Âu Cơ 4 giờ rồi mà cưng hả? Em chưa ăn chiều. Ôi còn có 2 phút nữa hết show rồi, nhanh ghê á. Hát bài cuối cùng nha. Luôn bên anh là tôi, lâu nay không chưa thay đổi. Thế nhưng bây giờ anh muốn chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con. À, anh yêu của Rosie ơi, thời gian nói chuyện với em thật là ít. Bởi vì người ta có câu á là cái gì mà càng ít thì người ta mới càng quý trọng, đúng không? Cái gì mà càng ít thì mới càng đáng giá, đúng không? Cho nên là mặc dù thời gian nói chuyện ít nhưng mà nó rất là giá trị. Nên anh sẽ trân trọng thời gian đó. Cảm ơn anh nha. Tảng chưa ăn chiều bó tay em. Quên, bị thói quen luôn á, là tại vì bây giờ em chưa ăn thiệt mà, cho nên em quên em ăn hồi trưa rồi. Hồi trưa ở nhà chiên trứng ăn. Biến đi mua đồ ăn ở nhà chiên trứng ăn đại luôn. Real love cười gì mà cười? Tại chị học kinh tế không phải học tâm lý hả? Là sao? Tâm lý gì? Em đang nói gì đó? Không hiểu. Chị không hiểu lắm. Baby catch you ma, stay here with me catch you ma. Hụt thẫn gạt nước mắt nhớ gây buồn nhân. Ông muốn ai thay mình chăm sóc anh như người tới. Hoàng nghĩ đã đau lòng những trách ai đây ngoài tôi. Anh bước đi nhẹ nhàng nhưng trong men bao to. À, rồi ai cưới cưng về ăn trứng suốt hả? Làm gì có, tại hôm nay đi trễ nè, hôm nay em trễ show nè. Hẹn gặp lại em sau nha, ok. Idol mới vô chưa? Có vẻ là idol mới chưa vô đúng không? Mặt liếc muốn lé luôn hả, ai lé? Em ngoài biết nấu trứng, nấu trứng chiên ra, còn biết nấu sườn nữa nè. Rồi sườn, rồi sườn trứng nước mắm nè. Rồi nhiều lắm. Canh chua nè, vân vân. Nói chung là em biết nấu nhiều lắm. Hay ta hả? Tất nhiên rồi. Bộ bề đặt nói ta không biết nấu ăn. Khi nữa nhưng tôi môi chẳng thể một lần nói ra. Vì mà xóa mơ mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Idol ở đâu vậy hả? Quên trả lời real love. Quên nữa. Idol ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh là bà nội trợ quý hiếm hả? Thì không, không tin. Phải làm mới ai tin chứ, chứ nói không đâu tin đâu. Bỏ đi ngoài mặt chúng ta, ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên. Đã từ cho
cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Đợi em chút nha. Sao quá em ở tận thành phố Hồ Chí Minh cơ hả? Ủa gì tiểu tử thúi ở đâu? Wow, cảm ơn, giận hết sức giận nha. Nhà bên, môi tôi không thể nói khi em lên thốt lên. Rời xa vòng tay, anh cho tôi cảm giác chung nhau đến thế nào? Từ biết chưa nói câu chào, mà sao muốn bước đi vội? Mới có nhau thôi, lại xóa hết những yêu thương rồi. Bàn tay tôi nắm chặt, người lên bao chưa nên nước mắt không có rơi. Người là ánh sáng dẫn tôi tìm những giấc mơ. Giờ bóng tôi miên mù trong bóng tôi nơi xa âm lu dính nhu. Baby Kachima, say hiếm mi Kachima, hù thơ. Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhớ. Tiểu tử thúi rồi cũng khác anh nhá. Vẫn nghĩ ra đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi. Idol mới chưa lên đúng không mọi người? Idol mới lên chưa vậy? Hello ông xã vợ Trang nha, xin chào. Chưa cưng ơi hả? Ok, vậy khi nào idol mới lên thì mọi người nhớ nói em nha, để em up nha, nhiều khi em hay bị quên. Đố mọi người bài này là bài gì? Rời bỏ đi em hả? Em mới hát rời bỏ rồi. Ai biểu vô show trễ làm gì? Đố mọi người bài này là bài gì? Hai tay em ôm sương rồng dần đầu, đôi vai em mang nỗi buồn dần lâu. Chân em lang thang kiếm anh ở khắp chốn, nước mắt trào bên anh giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết em từng cơn anh hỡi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sao bao lâu quên tôi nơi mình em lê bước, em ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo anh ở phương trời xa lắm anh ơi, người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui chân nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng anh vội thay, em mơ lại. Ok bạn rồi phải không, bye bye bạn nha, bye bye mọi người nha.